Các bạn đang nghe truyện Võng Du chi Mệnh Luân chi chủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1527, phần thưởng thần chi chiến. Mọi người vội vàng tìm kiếm vị trí bản thể Giang Khải. Cả người Giang Khải bị ánh kiếm bao phủ, máu tươi đã nhuộm đỏ cả người hắn. Trường kiếm trong tay hắn cũng đã đâm vào ngực trái Viêm đế, chỉ là, thứ đâm vào ngực trái Viêm đế chỉ có mũi kiếm, bịch một tiếng, Giang Khải quỳ một chân xuống đất, hai tay vô lực rũ xuống bên người, không ngừng ho ra máu viêm đế đứng trước mặt giang khải thản nhiên nhìn giang khải im lặng một lúc đâu sau đó viêm đế nắm chặt trạm yêu kiếm trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đâm mạnh vào ngực trái của mình viêm đế đột nhiên phun ra một mụn máu tươi sắc mặt hắn ta trắng bệch nhưng vẻ mặt bình tĩnh trực tiếp rút trạm yêu kiếm ra trận này khụ khụ là ta thua viêm đế không để ý đến trước ngực không ngừng chảy máu ngồi xổm xuống hai tay trả lại trạm yêu kiếm giang khải ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía viêm đế Vừa rồi hai người giao thủ, kiếm động cử thiên của hắn thắng tố sơn hà của viêm đế nhưng cuối cùng không thể phòng ngự đế quân chi uy đánh tới từ bên cạnh. Hơn nữa, dù kiếm động cử thiên cực mạnh nhưng trảm yêu kiếm chỉ đâm vào ba tấc tim của đối phương, còn chưa tổn thương tới tính mạng. Chưa nói đến bây giờ mình đã người đầy thương tích, còn tiến vào trạng thái thất bại trong gan tất sau khi cô chú nhất trịch thất bại, nếu không phải sẽ không tử vong ở thần chi chiến trường, hiện tại hắn đã chết, lại không có sức đánh một trận. Nói thế nào cũng là mình thua. Nhưng Viêm Đế lại tự kết thúc, "Tiền bối, ngươi đây là?" Giang Khải ngạc nhiên nhìn về phía Viêm Đế. Viêm Đế lại mỉm cười với Giang Khải, "Ngươi thông qua thời chi thần bài đến nơi này." Giang Khải mờ mịt gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời, cuối cùng vẻ khác lạ trong mắt Viêm Đế tan thành mây khói như đã nhìn thấu tất cả. "Thiên khiển giả, thiên hằng khiển chi." Giang Khải lập tức ngây ngẩn cả người. Viêm đế nhẹ nhàng vỗ vai Giang Khải, trong mắt đầy vẻ cổ vũ, bị người hiểu lầm, bị người chỉ trích lại sơ tâm không đổi, lấy sức một người gánh vác vô tận thiên khiển vì ức vạn tộc nhân, hài tử, trên con đường này ngươi đã phải chịu khổ. Trong mắt Giang Khải đột nhiên đông đầy nước mắt. Mặt đất lôi đài thần chi chiến trường dân lên một luồng ánh sáng nhu hòa bao bọc viêm đế và Giang Khải, tất cả trạng thái khác thường của hai người đều bị xóa bỏ, trạng thái của đôi bên nhanh chóng khôi phục hoàn toàn. Giang Khải phát hiện trạng thái thất bại trong gan tất của mình đã biến mất, xem ra cấp bậc của thần chi chiến trường cực cao, có thể bao trùm hiệu quả thất bại trong gan tất. Bên thắng lợi cuối cùng là Giang Khải. Một giọng nói trang trọng vang vọng toàn trường. Trận thần chi chiến này, Giang Khải thắng. Xếp hạng của Giang Khải trên nhân thần bản tăng đến hạng 97. Xếp hạng của viêm đế trên nhân thần bản, rời khỏi bản xếp hạng. Giang Khải lấy được một phần thưởng chiến thắng trước mặt Giang Khải đột nhiên xuất hiện một cái túi tiền, viêm đế mỉm cười với Giang Khải đang ngẩn người, còn không lấy, lúc này Giang Khải mới nhận lấy cái túi. Hài tử, đồ trong này chắc sẽ có trợ giúp rất lớn cho ngươi. Viêm đế thản nhiên nở nụ cười, không hề cảm thấy quể quải vì thua trận tranh tài này. Giang Khải lại rất xấu hổ nhìn viêm đế, tiền bối, vốn là ta thua, hiện tại xếp hạng của ngươi còn rơi khỏi bản danh sách. Ai bảo ngay từ đầu Giang Khải không có xếp hạng, Hắn đã chiến thắng Viêm Đế, vậy xếp hạng của bọn họ cũng tiến hành trao đổi. Viêm Đế bình thản mỉm cười, nói, chỉ là thần lực bản, cũng không phải phong thần bản, sau này đánh lại là được. Đúng rồi, ta còn cho ngươi một phần quà. Ngươi nhận được sự công nhận của ta, đôi bên có thể tặng quà cho nhau. Lúc Giang Khải nhíu mày, Viêm Đế đã lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Giang Khải. Đây là Tố Lục Đạo kiếm pháp, hiện tại tặng cho ngươi. Giang Khải ngạc nhiên nói, tố lục đạo. Không phải tố sơn hà sao, viêm đế mỉm cười, kiên nhẫn giải thích, tố lục đạo có ba tầng hai cảnh, ba tầng là tố sơn hà, tố thiên địa và tố lục đạo, hai cảnh là, phá, lập, nói ra thật xấu hổ, hiện tại ta chỉ có thể dùng ra, phá, cảnh tầng thứ nhất tố sơn hà. Cái khác cần sau này ngươi chậm rãi lĩnh ngộ. Kỹ năng này chắc không tồn tại ở thời đại của các ngươi. Giang Khải không khỏi hoảng sợ, ngay cả viêm đế là thần minh cường đại như vậy cũng chỉ có thể dùng ra một tầng một cảnh trong ba tầng hai cảnh tối lục đạo, vậy phần còn lại có yêu cầu cao đến mức nào, uy lực khủng bố đến mức nào, nhìn Giang Khải một chút, viêm đế phát hiện bóng dáng Giang Khải đang trở nên mơ hồ, hắn ta khẽ than thở. Ngươi cũng sắp rời đi. Giang Khải cũng cảm giác được cái gì đó, vội vàng ôm quyền với viêm đế, đa tạ tiền bối nhường cho, ta, chỗ ta có chút đồ vật, không biết tiền bối cần gì. Phim đế miễn cười, không cần, những thứ kia của ngươi, nói thật, ta chướng mắt. Về phần nhường, ta nghĩ có lẽ cũng chỉ có một cơ hội này, lần tiếp theo lại gặp ngươi, ngươi cũng đã hoàn toàn vượt qua ta. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Từ xếp hạng của ta ở thần lực bản, có lẽ ngươi cũng đoán được sức chiến đấu của ta ở nhân thần sơ kỳ chỉ có thể tiến vào tốt, 100, có thể thấy thực lực của cường giả chân chính càng khủng bố hơn, không thể thỏa mãn với hiện trạng, Giang Khải gật đầu thật mạnh. Vừa nói xong, Giang Khải hoa mắt, trong nháy mắt thần chi lôi đài người người nhốn nháo biến thành không có một ai. Lôi đài lớn như vậy, lúc này chỉ còn lại một mình Giang Khải, viêm đế biến mất, những người xem kia cũng biến mất. Tình thiên phong cao vút trong mây xung quanh đã biến thành sơn mạch thấp bé liên miên. Giang Khải nhìn xung quanh, một lúc lâu sau hít sâu một hơi, thở ra. Hắn đã quay về. Chuyện đầu tiên của Giang Khải là kiểm tra xếp hạng của mình trên thần lực bản. Quả nhiên, tên của hắn xuất hiện ở vị trí 97 trên thần lực bản nhân thần bản, hơn nữa hiện tại hắn cũng có thể thấy 10 người xếp trước hắn. Phi Liêm, Huyền Minh, Cộng Công, Trúc Dung, Hậu Duệ, Khoa Phụ Đệt. Giang Khải trợn to mắt, so sánh những cái tên này với hai chữ, Giang Khải, này, có vẻ không hợp nhau. Đương nhiên, dù sao Giang Khải đã xuyên đến thời đại kia, một người hiện đại xuất hiện trên thần lực bản thật sự hơi kỳ quái. Phía sau bản danh sách còn có phần thưởng của Giang Khải. Hàng năm có thể nhận được một viên thần tích thuộc tính đan, có thể tăng 50 điểm lực lượng linh hồn. Thật keo kiệt. Giang Khải lắc đầu, thiên phí thiên địa tinh hoa của hắn mỗi tháng đều tăng lên 30 điểm lực lượng linh hồn, tốt 100 thần lực bản lại một năm chỉ có 50 điểm. Nhưng căn cứ với suy nghĩ ít còn hơn không có, Giang Khải vẫn vui vẻ chấp nhận. Sau đó, Giang Khải lại kiểm tra túi tiền kia. Trong túi có ba món đồ, bên trong có một khối hoàng thiên huyễn tinh, một khối thiên viêm hỏa tinh và một hạt châu màu đỏ cam. Hoàng thiên huyễn tinh giống với tử thiên huyễn tinh nhưng đẳng cấp không bằng tử thiên huyễn tinh, chỉ có thể tăng thần khí 2 tiền tố lên đến thần khí 3 tiền tố. So với hoàng thiên huyễn tinh, thiên viêm hỏa tinh có sự trợ giúp càng lớn hơn cho Giang Khải, nguyên tố hỏa thuần túy ẩn chứa trong đó có thể trực tiếp hấp thu, sau khi hấp thu có thể tăng 500 điểm cường độ hỏa diễm. Viên hạt châu màu đỏ cam sau cùng kia, trải qua giảm định có tên là Tinh Nguyên Hạch Tâm, một trong tài liệu đột phá thiên khiển nhân thần trung cấp. Tài liệu đột phá nhân trung. Giang Khải trợn to mắt. Sau khi đột phá nhân sơ, Giang Khải đang buồn bực phải đi tìm kiếm tài liệu đột phá giai đoạn tiếp theo ở đâu, kết quả hiện tại mình đã tìm được, nếu ta tham gia thêm mấy lần thần chi chiến, chẳng lẽ có thể gom đủ tài liệu, vừa nghĩ đến đây, Giang Khải đột nhiên nhận ra vấn đề lớn nhất hiện nay là thời chi thần bài của hắn chỉ còn hai cơ hội sử dụng, hoàn toàn dựa vào thần chi chiến trường cũng không hiện thực, xem ra còn phải nghĩ cách đi tìm. Sau cùng, Giang Khải học tập tố lục đạo kiếm pháp. Viêm đế nhắc đến ba tầng hai cảnh, ba tầng chỉ cần thỏa mãn yêu cầu thuộc tính là có thể học tập, nhưng hai cảnh thì cần bản thân tự cảm ngộ. Đối với hai cảnh này, trên sách kỹ năng chỉ có một câu, tố lục đạo chia thành hai cảnh giới lớn, phá, và, tố, không phá thì không xây được, phá rồi xây lại. Chỉ dựa vào một câu này, rất khó nhanh chóng lĩnh ngộ hai cảnh giới lớn. Nhưng Giang Khải cũng không quá vội vã, ít nhất sau khi học được kỹ năng tương đương với tiếng vàng cảnh thứ nhất, phá, cảnh, về phần, tố, cảnh thì sau này chậm rãi lĩnh ngộ. Học được tầng thứ nhất tố Sơn Hà, Giang Khải thử chiêu thức một chút. Một chiêu này cần chém xuống từ chỗ cao, sau khi thi triển có thể tạo thành áp lực cực mạnh khiến kẻ địch không thể sử dụng kỹ năng thân pháp tránh né. Có Tố Sơn Hà, kẻ địch chỉ có thể đón đỡ, vậy kiếm động cửu thiên và kiếm phá tam giới sẽ không bị tùy tiện né tránh. Giang Khải hưng phấn nói. Sau khi xử lý xong tất cả, Giang Khải hít sâu một hơi, đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi với lần xuyên thời không này. Ta lại giao thủ với viêm đế. Giang Khải mỉm cười lắc đầu. Thực lực của viêm đế rất mạnh nhưng hắn ta cũng chỉ là cấp nhân thần sao. Vậy trong địa thần còn có thần minh nào? Cấp thiên thần thì sao? Hắn có cơ hội gặp sư phụ tam kiếm tiên sinh không? Đáng tiếc thời chi thần bài chỉ còn hai cơ hội sử dụng, không ngờ lại có kỳ ngộ không thể tưởng tượng nổi như thế. Nhắc đến cũng thú vị, một ngày ở bên kia tương đương với một tháng bên ngoài, ngay lúc Giang Khải đang than thở, một câu nói vô tâm của mình đột nhiên khiến hắn ngây ngẩn cả người. Một ngày tương đương một tháng, nói cách khác, hắn ở thần chi chiến trường ba ngày, bên ngoài đã qua hơn ba tháng, nghĩ tới đây, trong lòng Giang Khải lập tức nặng nề. Ba tháng, thì thần chi thư đã hoàn thành dung hợp, không tốt. Ta phải đăng xuất ngay, tiểu hỗn cầu, ngươi dẫn ta quay về. Giang Khải thả tiểu hỗn cầu ra, mình nhân cơ hội hấp thu thiên viêm hỏa tinh. Tiểu hỗn cầu biết thành thải ly cầu dẫn theo Giang Khải nhanh chóng phi như bay về phía điểm đăng nhập ở giả ngoại. Hấp thu thiên viêm hỏa tinh rất thuận lợi, cuối cùng cường độ hỏa diễm của Giang Khải đã đột phá 2.000 điểm. Đúng vào lúc này, Giang Khải nghe thấy hệ thống nhắc nhở. Cường độ hỏa diễm của ngươi tăng tới 2.250 điểm, đạt tới cường độ hỏa diễm cấp 3, căn cứ vào đặc tính hỏa diễm của ngươi, hỏa diễm cấp 3 của ngươi là phần thiên. Phần thiên, có vẻ như cường độ có một lần lột xác. Giang Khải nói xong, tiện tay vung ra một ngọn lửa. Ngọn lửa hiện ra màu xanh đậm, mặc dù chỉ là một ngọn lửa nhỏ nhưng ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, trong vòng mấy giây đã đốt cháy sạch sẽ rừng rậm bên cạnh. Giang Khải vội vàng thu hồi phần thiên, chỉ sợ bỏ mặt nó đốt tiếp sẽ thiêu hủy cả cánh rừng. Nhiệt độ, năng lực lan tràn đều mạnh hơn giai đoạn địa diễm nhiều lắm. Giang Khải than thở nhưng lúc còn có thời gian giang khải suy nghĩ tăng cường trang bị của mình một chút giang khải sử dụng hoàng thiên huyễn tinh trước hắn xem xét lại trang bị trên người cửu kiếp truy mệnh có thể tăng cường bộ chiến thần có thể tăng cường chân nguyên sáu giáp có thể tăng cường ta còn chưa gom đủ truy mệnh bộ chiến thần là bộ trang bị ba món tăng một món có lẽ hiệu quả không lớn chân nguyên sáu giáp cũng là bộ trang bị nội giáp ngoại giáp nhưng chỉ có hai món chỉ cần một món nữa là gom đủ Suy đi nghĩ lại, Giang Khải vẫn quyết định tăng chân nguyên ngoại giáp. Hoàng Thiên Huyễn Tinh tự thâm nhập vào trong chân nguyên hộ giáp, chẳng mấy chốc đã hoàn thành tăng phẩm chất trang bị. Chân nguyên hộ giáp, ngoại giáp, dành riêng, cấp thần khí duy nhất, nhân thần sơ cấp có thể sử dụng. Lực lượng tăng 30.000 điểm, nhanh nhẹn tăng 30.000 điểm, thể trạng tăng 24.000 điểm, tinh thần lực tăng 9.000 điểm, hộ giáp tăng 2.400 điểm. Vừa thấy thuộc tính cơ sở, Giang Khải đã hoảng sợ thuộc tính cơ sở trực tiếp tăng gấp 3, nhưng hai hiệu ứng đặc biệt của chân nguyên ngoại giáp cũng không thay đổi, vẫn là chân nguyên ngoại phóng và vô hình. Nhưng có thêm hiệu ứng đặc biệt thứ ba Chân nguyên thái cực thuẫn, hình thành chân nguyên thái cực thuẫn, trong vòng 10 giây hấp thu tất cả tổn thương và hiệu quả của công kích vật lý, chân khí, nguyên tố cùng đủ loại công kích đặc thù, cũng có thể đồng thời hấp thu năng lượng dự trữ trong loại đạo cụ ẩn chứa, đồng thời bộc phát sau đó, lúc bộc phát sẽ dựa vào công kích cơ sở của bản thân thả ra toàn bộ hiệu quả công kích đặc thù được hấp thu trước đó, tạo thành đả kích, cũng đẩy lui kẻ địch xung quanh. Đệt, cái này ác. Giang Khải kích động nhìn hiệu ứng đặc biệt mới của chân nguyên ngoại giáp, lần này lực phòng ngự của chân nguyên ngoại giáp tăng thêm một bước, còn kèm theo một lực phá hoại cực kỳ khả quan. Tương đương với ngoại trừ công kích nguyên thần, chân nguyên hộ giáp có thể đỡ tất cả công kích loại khác, về mặt công kích nguyên thần, cường độ hộ thủng linh hồn của Giang Khải cũng cực cao, Ít nhất bây giờ Giang Khải còn chưa gặp được người có thể đánh phá hộ thủng linh hồn của hắn. Chờ chút. Nếu trong 10 giây này ta để chân nguyên thái cực thủng hấp thu thế thân lừa gạt, còn có, năng lượng do thiên hối bảo châu hấp thu, chẳng phải một chiêu có thể dọn sạch chiến trường sao, thiên hối bảo châu có thể hấp thu 3 lần công kích chân khí không cao hơn chân khí cấp 3, thế thân gì đó cũng có thể hấp thu, tất nhiên cũng có thể hấp thu công kích vật lý, chân khí cùng đủ loại đặc thù, nghĩ tới đây, Giang Khải không khỏi giật mình ai biết tăng lên một món hộ giáp lại khiến mình có thêm một sát chiêu ngay lúc giang khải chuẩn bị sử dụng tử thiên huyển tinh tiểu hỗn cầu đã dẫn hắn đi tới cửa đăng nhập ở giả ngoại giang khải nhìn tử thiên huyển tinh một chút tuy rất muốn cường hóa trang bị ngay bây giờ nhưng nghĩ đến độ khó thu hoạch tử thiên huyển tinh quá lớn trảm yêu kiếm đoạn giới kiếm chủ thần bài đều là bộ trang bị hơn nữa còn chưa thu thập đủ không bằng chờ thêm huống chi hiện tại thời gian gấp gáp giang khải vẫn tạm hoãn việc thăng cấp nhanh chóng xuyên qua cửa đăng nhập vừa đi ra cửa đăng nhập, Giang Khải đã phát hiện kỹ năng, người phục chế, của mình từ đang sử dụng biến thành đang cung đao. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là Khải vô địch đã chết, cần thời gian sống lại. Khải vô địch bị giết. Giang Khải nhíu mày. Nếu ta đoán không nhầm chẳng mấy chốc có thể ra ra một thành viên, phong, khác, Giang Khải đang xuất rất đúng lúc, lúc đi ra cũng không gặp được cuồng nhiệt giả, hắn lập tức rời khỏi sơn động. Lưu Viễn Hương vừa nhận được tin tức, hắn ta phái ra 500 tên ma tỉnh giả đến thành thị số 045, lại chỉ đánh chết thế thân của Giang Khải. Đáng chết! Lưu Viễn Hương hung hăng nện một quyền xuống bàn, lực lượng khổng lồ dễ dàng đập chiếc bàn gỗ dày nặng chia năm xẻ bảy. Giang Khải này lại xảo quyệt như thế, phệ tâm thấy Lưu Viễn Hương nổi trận lôi đình, đi đến bên cạnh hắn ta nhẹ nhàng nói, Viễn Hương, Giang Khải am hiểu nhất lừa gạt. Đại quản gia đứng bên cạnh mỉm cười, viễn hương lão đệ thật ra ta cảm thấy giang khải xảo quyệt thế nào thì lần này cũng thua trong tay chúng ta lưu viễn hương nhìn về phía đại quản gia nhớ mày hỏi vì sao ngươi đấy cứ liên quan đến giang khải là quá kích động đại quản gia không nhanh không chậm nói ngươi suy nghĩ xem vết thế thân giang khải có nghĩa là gì lưu viễn hương suy nghĩ thêm chút nói có nghĩa hắn đang ở hoa hạ không sai đại quản gia nói giang khải đã ở hoa hạ vậy chúng ta vây công kinh thành, người nói hắn có đến không, cơn giận trong mắt Lưu Viễn Hương lập tức tan thành mây khói, khóe miệng hơi nhếch lên nở một nụ cười âm tàn, muội muội của hắn ở kinh thành, nên hắn chắc chắn sẽ đến, đến lúc đó, ta sẽ cho hắn một trận huynh đệ tương tàn. Ta muốn hắn đau khổ hơn cả chết, nghĩ tới đây, Lưu Viễn Hương đã hoàn toàn bỏ qua lần ám sát thất bại này. Hắn ta lại nói với đại quản gia, chuẩn bị kỹ càng việc tiến công chưa, đại quản gia gật đầu, thú thần đều đã vào vị trí, 6.300 tên ma tỉnh giả cũng vẫn sức chờ phát động, hiện tại chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Lưu Viễn Hương đi ra doanh địa, từ xa nhìn về phía thành thị to lớn đứng sừng sững kia, trong tường thành cao ngất chính là kẻ địch của hắn ta. Vậy còn chờ gì nữa, giết cho ta, trên bầu trời, một thú thần phi hành to lớn đang xoay quanh trên không đại quân thú thần, trong miệng phát ra tiếng phượng hót. Sau khi đại quân thú thần chiếm cứ ở đây nghe được tiếng này, nhao nhao phát ra tiếng gào thét kinh trời bắt đầu lao về phía kinh thành nguyên soái chúng nó tiến công lộ tuấn xông vào doanh trường đổng hồng vội la lên đổng soái đứng bật dậy tuyệt đối không để bọn nó công kích tường thành toàn quân nên chiến trên tường thành dâng lên từng tòa pháo đài rất nhiều chiến cơ khẩn cấp hạ cánh đám người thức tỉnh đóng quân ngoài thành lập tức tập kết vô số tinh anh chiến thần điện tập hợp với quân đội đại quân nhân tộc và đại quân thú thần đồng thời phát động công kích. Vô số dân chúng đều thông qua phát sóng trực tiếp quan sát trận chiến quyết định vận mệnh của nhân loại này. Có thể nói, bên nhân tộc, ngoại trừ người sống sót thì đã tập kết chiến lực mạnh nhất toàn cầu. Nhưng dù vậy thực lực bên thú quân như càng khủng bố hơn. Trong đại quân thú thần có quái vật khổng lồ đếm không hết, bọn chúng dẫn đầu xông về phía trận doanh nhân tộc, thế như trẻ tre. Là bóc cấp bản đồ, ít nhất cũng mấy trăm con. Hắc thần trợn to mắt. Có thể ngăn cản thú thần cấp bản đồ chỉ có người thức tỉnh. Nhưng hiện tại nhiệm vụ của người thức tỉnh lại là đối mặt với đại quân ma tỉnh giả của đối phương, Vũ Hầu, Sương Tuyết, Đường Thái Ngưng, Long Tinh đều nhìn chầm chầm vào đại quân bị khí đen vây quanh ở đối diện. E rằng lần này là một trận tử chiến. Long Tinh nói với Đường Thái Ngưng. Đường Thái Ngưng hơi hiếp mắt lại, tử chiến thì tử chiến, ta quyết không cho phép bọn họ bước vào kinh thành nửa bước đại quân thú thần minh mông phát động sự tấn công mạnh mẽ với kinh thành chiến cơ kịch chiến với thú thần phi hành trên không trung trên tường thành có vô số đại bác bắn ra ánh lửa đếm không hết chiếu rọi bầu trời thành một mảng ánh lửa đỏ hồng chiến thần ở chiến thần điện của trăm vạn quốc gia như đại quân kiến tộc lao về phía thú giữ hung mảnh z hắc thần một ngựa đi đầu cùng các chiến thần ba sao chiến thần điện giang trung thành lao về phía thú quân còn chưa nói hết câu một con ám huyết cuồng lan vương cấp thức da nhào thẳng về phía hắc thần tần phấn lập tức lao đến trước người hắc thần dựa vào đại thuẫn phòng ngự vô địch hộ thuẫn đằng xa có tiếng viên đạn tăng cường đâm xuyên đánh tới theo tiếng đánh vào da lông cứng rắn thật dày của ám huyết cuồng lan ám huyết cuồng lan phát ra tiếng gầm lên giận dữ nhìn chằm chằm điển hỏa bắn lén ở đằng xa đang muốn nhào qua lý thấm cầm song kiếm trong tay liên tục vung ra vài kiếm công kích bốn chân của cuồng lan hắc thần nắm bắt cơ hội mượn thân thể của tần phấn một chân dẫm lên vai hắn ta, nhảy lên thật cao, trong tay đánh ra một chưởng, thôn vân chưởng, bốn người liên tục công kích, đánh lui ám huyết cuồng lan, đang thừa thắng xông lên lại có ba con ám huyết cuồng lan cấp lĩnh chủ đánh tới, nếu là nhiều người hợp tác, bọn họ chắc có thể đánh giết ám huyết cuồng lan, nhưng vấn đề hiện tại là số lượng thú thần nhiều lắm, thậm chí vượt qua tổng số chiến thần bên này. Đừng nói tiểu tổ tác chiến, một chọi một cũng không chia đều được, sau khi ám huyết cuồng lan bị đánh lui lăn một vòng trên mặt đất, đứng lên vũ lông tóc, thậm chí công kích của bốn người còn không đánh tan được phòng ngự của nó, nó và đồng bạn đứng chung một chỗ, bốn con cùng lan ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét dài, lúc này nhào về phía bốn người. Tiểu đội bốn người không thể không đối mặt với số lượng đối thủ giống nhau. Không thể chia ra. Hắc thần khẽ quát một tiếng, giết lĩnh chủ trước lại giết vương cấp, trên tường thành, các quan quân đang xé cổ họng hô to, áp lực của chiến thần quá lớn, cắt đứt thú quân từ giữa cho ta, khai hỏa, ầm 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 ầm, phía tường thành liên tục hiện lên một loạt ánh lửa, tiến hành bắn một lượt với thú quân. Đột nhiên trong thú quân có mấy chục thân thể khổng lồ vọt lên, chúng nó lợi dụng lực phòng ngự kinh khủng của bản thân đỡ được hỏa lực của nhân loại. Đáng chết, bóp cấp bản đồ nhiều lắm, cùng lúc đó, trận chiến của người thức tỉnh và ma tỉnh giả đã bắt đầu. Số người của bọn họ so sánh với chiến thần, thú thần cấp trăm vạn thì có vẻ đặc biệt thưa thớt nhưng trận chiến bên này vừa bắt đầu lại trở thành chiến khu khiến người khác chú ý nhất ở trên chiến trường rất nhiều hư tượng to lớn xuất hiện như từng tôn thần chỉ bên người thức tỉnh phần lớn là hư tượng màu vàng bên ma tỉnh giả phần lớn là hư tượng màu đen sau khi đôi bên giao thủ hư tượng giao thoa kỹ năng kinh thiên động địa đơn giản như trận chiến thần minh đường thái ngưng đang muốn lao tới trận địa địch thoáng cái một nữ tử dáng người xinh đẹp lại cản ở trước mặt nàng. Nữ tử kia nhìn đường Thái Ngưng, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra một lúng đồng tiền, đường Thái Ngưng, tổ trưởng tổ chu tước, đã từng là thiên tài trẻ tuổi nhất hoa hạ, đáng tiếc trong những người thức tỉnh thì ngươi cũng không tính là mạnh. Không ngờ hôm nay ta lại có cơ hội giết chu tước, đường Thái Ngưng nhìn chầm chầm đối thủ, đường Thái Ngưng như cảm giác được một số cảm giác quen thuộc kỳ quái ở trên người nàng. Trải qua những năm rèn luyện này, Đường Thái Ngân đã thành công thức tỉnh, lúc kích hoạt Thiên Phú đã không cần tử vong kích hoạt. Lúc này, Đường Thái Ngân mở ra Thiên Phú thức tỉnh, quanh người bị ngọn lửa màu đỏ bao bọc, hư tượng phượng hoàng xuất hiện theo tiếng. Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, sau đó đôi mắt bắn ra tia sáng lạnh, hắc hoàng, ngay sau đó, sau lưng nữ nhân cũng xuất hiện một con phượng hoàng to lớn, chỉ là quanh người con phượng hoàng này hiện ra sương đen dày đặc, đôi mắt đỏ như máu thì ra nữ tử này cũng là thần thú thức tỉnh, đồng thời thức tỉnh nguyên thần chu tước giống đường thái ngưng, xem ai mới là bách điểu chi vương. Nữ nhân giận quát một tiếng, hắc dũng, vô số sương đen nhào về phía đường thái ngưng, trong mắt đường thái ngưng cũng trở nên lạnh lẽo, giận quát một tiếng, niết bàn chi viêm, hai đám lửa đỏ đen bộc phát ở giữa hai người, khói đặc cuồn cuộn, lửa mạnh ngập trời. Hình ảnh tương tự diễn ra ở khắp mọi nơi, trong thần ma số 7 và thần ma số 8, một phe là trấn thủ giả một phe là bị cầm tù, hiện tại yêu ma lấy được tự do, vì cái gọi là kẻ thù gặp mặt đỏ cả mắt, đôi bên đều dết đến túi bụi. Động soái và bạch soái đứng ở trên cổng thành nhìn tình hình trên chiến trường. Bên chiến thần và thú thần, dù có hỏa lực trợ giúp nhưng áp lực của bên chiến thần vẫn cực lớn, đặc biệt là rất nhiều bót bản đồ gần như hao hết cao thủ đỉnh cấp bên chiến thần điện. Các chiến thần tinh anh khác đang ra sức nghênh chiến thú thần vương cấp, lĩnh chủ và đủ loại cấp bậc cao bên người thức tỉnh và ma tỉnh giả, tình hiến chiến đấu của đôi bên rất dữ dội, đây là phe số lượng ít nhất nhưng dù là thú thần hay chiến thần đều không dám tới gần, cường độ quá cao, bạch soái nhíu mày nói, lão động, tình hình này không ổn với chúng ta, đi mời ba vị kia, sắc mặt động xoái nghiêm nghị, thở dài một hơi, ma tỉnh giả còn có hơn ngàn người hành động bất cứ lúc nào, ngoài ra chúng ta còn chưa phát hiện người sống sót của cuồng nhiệt giả và ly minh quỷ dị. Trận chiến giữa người sống sót liên quan trọng đại, nếu chúng ta để lộ thực lực trước sẽ rơi vào thế yếu bạch soái nhíu chặt mày nhưng tiếp tục như thế e rằng chúng ta sẽ chiến bại chờ chút đi đổng soái nói huống chi nếu thật sự đến lúc đó dù chúng ta không mời thì bọn họ cũng ra tay bạch soái không nói thêm gì nữa chỉ lo lắng nhìn chiến trường lúc đại quân thú thần và đại quân chiến thần đang giằng co đột nhiên rất nhiều chiến thần cảm giác được mặt đất dưới chân đột nhiên chấn động một lát sau một sinh vật to lớn phá đất lên từ lòng đất, tiếp theo mặt đất nứt vỡ, đám người hắc thần và tần phấn nhận được cơ hội thở dốc một lúc, bọn họ khiếp sợ nhìn trung tâm địa chấn ở trong chiến trường. Một mảnh thú vô cùng to lớn phóng lên tận trời. Đây là một sinh vật trên người khoác khải giáp cứng rắn, nó mọc chín cái cổ thật dài, chín cái đầu rắn to lớn, lại sở hữu một thân bò, còn có một cái đuôi rồng, hung thú cửu anh. Hắc thần hoảng sợ nói, đây, đây là, thần thú ít nhất cấp địa hoàng, sau khi cửu anh xuất hiện, chính cái đầu phun ra cột nước, hỏa diễm hung mảnh với pháo đài trên tường thành, cách xa nhau gần ngàn mét nhưng công kích của cửu anh lại nhanh chóng phá hủy rất nhiều pháo đài, rất nhiều chiến thần thấy cửu anh có lực tàn phá kinh khủng như thế, nhao nhao lao về phía cửu anh. Giết nó, nếu không khó giữ tường thành, nhưng cửu anh lập tức phun ra hỏa diễm, những chiến thần đẳng cấp hơi thấp lập tức bị thiêu đốt thành tro tàn. Hắc thần trận to mắt nhìn tình cảnh này, lực tàn phá kinh khủng như thế chiến thần bình thường căn bản không phải đối thủ của nó thấy cửu anh tiếp tục phát động công tiếp với ổ súng tần phấn chống đỡ được hỏa diễm của nó không hắc thần vội la lên thật ra tần phấn cũng không chắc chắn nhưng lúc hắn ta thấy cửu anh điên cuồng phá hủy pháo đài cắn răng một cái nói không chống đỡ được cũng phải chống đỡ được chúng ta lên hắc thần và ba người tần phấn lao về phía cửu anh sau khi cửu anh phát hiện lại phun ra ngọn lửa mạnh đốt về phía bốn người vô địch hộ thuẫn tần phấn cầm thuẫn chống cự hỏa diễm ngọn lửa mạnh mẽ mang theo nhiệt độ cực cao điên cùng thiêu đốt đại thuẫn của tần phấn cũng bài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ màu bạc biến thành màu đỏ mắt thấy đã sắp bị hòa tan tần phấn hô to nhiệt độ quá cao ta chống đỡ các ngươi mau lui lại lão đại điển hỏa gầm thét nói muốn đi cùng đi nhưng ai cũng biết nếu lúc này tần phấn buông trọng thuẫn xuống bọn họ đều phải chết tần phấn gắt cao chống đỡ hỏa diễm, giận nói, các ngươi quên quy củ của tiểu đội xích viêm chúng ta rồi sao, gặp được nguy hiểm, có thể chạy một người là một người, quy củ rắm chó. Đôi mắt lý thấm đỏ hoe, từ sau khi tên kia đến, quy củ này chưa từng được thực hiện lần nào, chúng ta chống đỡ giúp ngươi. Hắc thần khẽ quát một tiếng, hắc khí hộ thuẫn, tuy hắc thần và lý thấm đều chống đỡ hộ thuẫn giúp đỡ tần phấn chống đỡ hỏa diễm nhưng hỏa diễm của cửu anh quá khủng bố trọng thuẫn của tần phấn lại bắt đầu hòa tan cánh tay tần phấn đã máu thịt bê bét, nhưng hắn ta vẫn giữ chặt thủng bài. Trong lửa lớn ngập trời, một tiểu đội bốn người đang đau khổ chống đỡ trong sự công kích của lửa lớn. Bao nhiêu năm trước, lúc bọn họ gia nhập chiến thần điện đã từng tuyên thệ, lấy sinh mệnh thủ hộ hoa hạ, lấy huyết nhục xây lên vạn lý trường thành. So sánh với cửu anh, bọn họ quá yếu, yếu đến mức không thể phát động công kích nhưng bọn họ lại không lùi một bước, cắt cao thủ hộ hoa hạ bóng dáng bốn người sắp bị ngọn lửa bao phủ đúng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên có mây đen dày đặc sấm sét vang dội trích lên một tiếng chấn động thiên địa trong cơn gió mạnh một tên nam tử đứng lơ lửng giữa không trung cơn gió mạnh lay động mái tóc dài và bộ áo bào trắng của hắn ta tay hắn ta cầm phát trượng hai tay hướng lên trời kỳ vũ hồng vũ chi tay cơn mưa to trút xuống nhưng vẫn không cách nào dập tắt ngọn lửa của cửu anh nước mưa đến gần ngọn lửa liền hóa thành hơi nước nhưng mưa to cũng phân tán năng lượng hỏa diễm giảm bớt rất nhiều áp lực cho bốn người tần phấn hắc thần ngẩng đầu nhìn nam nhân trên bầu trời chính là thầy phong thủy hàng đầu hoa hạ hồ ngôn là tiểu tử kia đáng tiếc hỏa diễm của cửu anh quá mạnh còn thiếu chút nữa còn chưa nói hết câu đột nhiên lại có mấy trăm người ngự phong mà lên tụ tập bên cạnh hồ ngôn kỳ vũ tần phấn trợn to mắt là người chủ thần chúng ta, 10 năm gần đây chủ thần công hội chiêu mộ thành viên lấy chức nghiệp không phải chiến đấu làm chủ, bây giờ trong sự dẫn dắt của đám người Hà Thi Thi, bọn họ đã có được một đội ngũ cường đại. Đinh Kiếm từng ngưỡng mộ thầy phong thủy Hồ Ngôn, lúc này cũng đã kề vai chiến đấu, hôn mưa gọi gió cùng Hồ Ngôn, lão đại, ta muốn biết cực hạn của thầy phong thủy là cái gì, năm đó, thầy bói lang thang ở gần khu an toàn, bị người ta coi là thần côn, lúc này đã có thể hô mưa gọi gió dẫn đầu những người khác đối chọi cửu anh nước mưa đổ xuống lại càng mạnh mẽ hơn cuối cùng đã tiêu diệt hỏa diễm của cửu anh lúc ngọn lửa bị dập tắt tần phấn cũng co quắp ngã xuống một mình hắn ta chịu quá nhiều tổn thương lão đại đừng để ý đến ta kiềm chế cửu anh không thể để nó phá hư pháo đài nữa nhưng cấp địa hoàng không chỉ có một mình cửu anh một mảnh ngư một mắt đầu mọc sừng lớn dáng người to lớn xông phá đội ngũ chiến thần xông thẳng đến cánh cửa kinh thành là dị thú mang trong đám người có người kêu lên những nơi đi qua vô số chiến thần bị đụng bay rất nhiều công kích hỏa lực mạnh mẽ đánh vào trên người nó nó không sợ chút nào có thể thấy phòng ngự lực lượng của nó khủng bố đến mức nào mau ngăn cản nó mọi người sợ hãi trống lên nhưng không một ai có thể ngăn cản con thú này ngay lúc nó sắp đập vào cánh cửa kinh thành, một thân thể to lớn nhảy xuống từ trên tường thành, chiến tranh tiễn đạp, quanh một tiếng, trước cửa thành xuất hiện một cái hố to trăm mét, to lớn lại chấn động mạnh mẽ, lại khiến mang chấn động đến mức thân thể lão đảo, ngã lật ra sau. Viên trụ cầm cự kiếm trong tay, đứng trước cửa thành hoa hạ nhìn chầm chầm mang lại đứng lên. Muốn xông vào cửa thành. Qua cửa ải của chiến thần hàng đầu hoa hạ là ta trước đã viên trụ khẽ quát một tiếng một giây sau đã rút kiếm lao về phía mang từ khi long tinh và đường thái ngân chuyển vào đội ngũ người thức tỉnh viên trụ đã từ chiến thần hạng ba hoa hạ tăng lên đến chiến thần hàng đầu hoa hạ nhưng thật ra viên trụ cũng là người thức tỉnh chỉ là tình huống của hắn ta khác với những người khác chủ yếu là hắn ta không có thiên phú thức tỉnh cũng không có hư tượng nguyên thần thần minh tuy thực lực cực mạnh nhưng so sánh với người thức tỉnh tạm thời còn chưa đủ điều kiện người thức tỉnh mỹ nhân, không phải, trụ tử, ta đến giúp ngươi. Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói. Viên trụ nhìn người kia, trong lòng giật mình cũng không biết là vui hay sợ. Người kia sắc mặt đỏ bừng, nửa tỉnh nửa say nhưng hắn ta còn ngại không đủ, dơ hồ lô rượu lên uống một ngụm to, cho đến khi hồ lô rượu cạn sạch. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, người này còn lẩm bẩm nói, không ai biết càng khôn trong rượu, một kiếm tiêu giao giữa thế gian, hiên viên thái cực kiếm, hà thi thi trợn to mắt nhìn nguyễn ngữ sau khi tên này đột phá siêu phàm bát giai vì giang khải rời đi nên sa sút rất lâu gần đây mới bình thường lại cũng chính vì như thế nên bọn họ chỉ biết nguyễn quỷ đột phá siêu phàm bát giai ngay cả thực lực siêu phàm bát giai của hắn ta như thế nào cũng không biết ở bên cạnh vong trần nói ít nhất nguyễn quỷ không còn như trước đây không cách nào khống chế dục vọng hà thi thi nhẹ gật đầu tuy nguyễn quỷ suýt thì coi viên trụ là mỹ nhân nhưng ít ra không muốn cưỡng ép gì hội trưởng, ta cũng muốn đi giúp đỡ, e rằng bên tầng đại ca vẫn còn nguy hiểm. Vong Trần nói. Hà Thi Thi gật đầu, cẩn thận một chút. Vong Trần lên tiếng, nhảy lên một cái, bay thẳng về phía cửu anh. Đại Tu La trọng sinh, quanh một tiếng, bên cạnh cửu anh xuất hiện một nam tử bị ngọn lửa bao bọc cả người, cởi trần, trước ngực xuất hiện rất nhiều phù văn màu vàng, đôi mắt hắn ta đỏ thẫm, trong tay cầm chiến phủ nhào về phía cửu anh, từ sau khi Giang Khải rời đi, rất nhiều người tưởng chủ thần công hội không còn náo nhiệt nhưng lúc này mọi người mới nhận ra bây giờ chủ thần đã sớm không phải công hội bính cấp nho nhỏ trước kia nơi này ngoạ hổ tàn long cường giả như mây cửu anh mang và một thú thần cấp địa hoàng khác ở đằng xa chu yếm tạm thời bị người ta kiềm chế không cách nào trực tiếp công kích cổng thành và pháo đài của kinh thành nhưng đợt này yên tĩnh đợt sau lại lên Ba thú thần cấp địa hoàng không thể công phá cửa thành nhưng ma tỉnh giả còn có một đội ngũ hai ngàn người, lúc này, bọn họ đã có hành động. Không tốt, đám ma tỉnh gia kia sắp đến. Đổng xoái trợn tròn hai mắt. Đúng vào lúc này, trên bầu trời có hai bóng người phi nhanh đến. Đổng xoái, chào ngươi, chúng ta không đến muộn chứ. Sokava nhìn về phía chiến trường, cũng may hiện tại đại quân thú thần còn chưa công phá kinh thành. Sokava, Động soái không thể tưởng tượng nổi nhìn Sokava, không ngờ hắn ta lại xuất hiện lúc này. Là cường giả siêu cấp nhân thần sơ cấp duy nhất trên toàn cầu, thực lực của hắn ta càng cao hơn ma tỉnh giả. Vị này là, bạch soái cao màu nhìn về phía nữ tử tinh xảo bên cạnh Sokava. Hoa thiên thiên cười nhạt một tiếng, bằng hữu. Sokava trở lại châu Phi trợ giúp dẫn bản xứ xây lại thành thị tập trung, cũng tiêu diệt toàn bộ những bộ lạc tìm đến cùng nhiệt giả làm chỗ dựa, nhưng hắn ta cũng không quên bằng hữu của của hắn ta. Lúc này, thần thị giả và cuồng nhiệt giả đặt trọng tâm vào hoa hạ, đương nhiên hắn ta sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bên châu Phi có đám người thê rân đê ca chủ trì, hắn ta lại vội vàng chạy đến kinh thành. Sokava quay người nhìn về phía chiến trường. Những ma tỉnh giả kia muốn đến công thành. Sokava cũng thấy đội ma tỉnh giả này đang muốn vòng qua khu vực chiến đấu kịch liệt, chạy về phía kinh thành này. Nhiều như vậy, đổng xoái, ta chỉ có thể cố hết sức, dù sao số lượng kẻ địch nhiều lắm. Sokava nói. Đổng xoái cũng biết dù Sokava đã đột phá nhân thần nhưng dù sao hắn ta chỉ có một mình, phía bên kia có gần 2.000 ma tỉnh giả, thực lực của ma tỉnh giả vốn gần với nhân thần sơ cấp, không có khả năng để Sokava một mình ngăn cản quân đội ma tỉnh giả, đa tạ, nên làm. Nói xong, Sokava liền lao xuống tường thành, bay thẳng về phía đại quân ma tỉnh giả. Hoa Thiên Thiên không ra tay, nàng chỉ nhìn Sokava tham chiến, sau đó nói với Đổng Soái, Giang Khải đâu?" Đổng Soái thở dài một hơi, có lẽ hắn cũng gặp rắc rối, nhưng tình hình hiện tại, dù hắn đến đây e rằng cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Thực lực của đối thủ quá mạnh. Hơn nữa, thực lực mạnh nhất của bọn họ chắc chưa ra sân. Bọn họ hiểu rõ muốn công phá kinh thành, người sống sót mới là mấu chốt, Hoa Thiên Thiên gật đầu mạch suy nghĩ của đổng soái rất rõ ràng không bị chiến cục che mắt hiện tại đám người lưu viễn hương không thể công phá kinh thành hành động của bọn họ chỉ đang ép người sống sót hoa hạ ra mặt một khi người sống sót hoa hạ ra tay người sống sót bên cuồng nghiệp giả và liên minh quỷ dị cũng nên xuất hiện nhưng không may bọn họ cách mục tiêu càng ngày càng gần ở một bên khác lưu viễn hương và đại quản gia bay giữa không trung lạnh nhạt nhìn tình hình chiến đấu phía trước Đại quản gia khẽ nhíu mày, nói: "Ngươi không cho Giang Lan đi ra. Còn đang chờ Giang Khải, nhưng đến bây giờ Giang Khải còn chưa đến, chúng ta lại sắp ép ta người sống sót của đối phương, ta cảm thấy tiết mục huynh đệ tương tàn của ngươi chắc không kịp diễn ra." Lưu Viễn Hương mỉm cười, vô cùng chắc chắn nói: "Gấp cái gì, đương nhiên tiết mục quan trọng phải đặt ở sau cùng, ta chắc chắn chỉ cần Giang Khải còn sống, hắn chắc chắn sẽ tới, chết trong tay ca ca mình." Ha 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 ta thật sự quá chờ mong kết quả này phía sau đại quân thú thần vệ tâm đang trông coi một cái lồng sắt cực lớn cái lồng sắt này còn lớn gấp đôi lúc bọn họ tham gia tỷ võ thần thị giả trước đó lúc này trên lồng sắt che kín một chiếc chăn lông dày nặng vệ tâm nhìn lồng sắt một chút lồng sắt có vẻ rất yên tĩnh không hợp với tiếng kêu dết trầm trời ở xung quanh vệ tâm cười lạnh một tiếng xem ra ngươi cũng không sốt ruột nhưng cũng rất tốt đối thủ của ngươi còn chưa xuất hiện. Người khác không hiểu hắn, nhưng ta biết Viễn Hương muốn tiến công kinh thành, ít nhất có một nửa nguyên nhân là vì hắn, thật chờ mong sau khi hắn thấy ngươi sẽ có phản ứng gì. Trong lòng sắt, vẻ mặt gian lan như thường, không ai biết lúc này hắn ta đang suy nghĩ điều gì. Ở nơi cách ngàn dặm xa xôi, sau khi Giang Khải Đăng xuất đang chạy về Giang Trung Thành. Lúc hắn đến khu an toàn bốn thành thị, lại bị tình cảnh trước mắt dọa sợ lúc trước hắn lấy lại đất đã mất, thành lập được khu an toàn bốn thành lấy Giang Trung Thành làm trung tâm. qua khoảng thời gian 2 năm ba tòa thành thị khác đã sớm phát triển ra kích thước nhất định. nhưng bây giờ hắn chỉ thấy gạch tàn nói gãy ở trước mặt, cảnh tượng này như là dáng vẻ lúc trước của ba tòa thành thị, chỉ là trên mặt đất có thể thấy vết máu khắp nơi, mặt đất Mất Mô đang nói cho Giang Khải biết nơi này đã từng xảy ra trận chiến thảm thiết, tử thương vô số. Giang Khải vội vàng tiến vào Giang Trung Thành cũng may Giang Trung Thành vẫn đứng sừng sững ở nơi đó, nhưng trên bức tường có rất nhiều tổn hại, xung quanh còn có rất nhiều xác thú thần. Đây, thú thần phản công. Trong lòng Giang Khải đã có dự cảm không hay, lúc này hắn cũng không rảnh che giấu tung tích, xông vào Giang Trung Thành, kiến trúc bên trong Giang Trung Thành không bị công kích, xem ra thú thần còn chưa tấn công vào. Suy nghĩ, Giang Khải liền tiến về nhà mình trước, tìm được thê nữ của Tưởng Đại ca. Tẩu tử, Tuệ Lan Giang Trung Thành xảy ra chuyện gì? Giang Khải vừa vào cửa đã hỏi. Giang Khải, ngươi đã về rồi sao? Ngươi còn chưa biết xảy ra chuyện gì sao? Thê tử tưởng phóng vội vàng lôi kéo Giang Khải đi vào phòng khách. Trên màn hình TV đang phát một trận chiến cực kỳ thảm thiết. Giang Khải trợn to mắt, hoảng sợ nói, đây, đây là đang phát sóng trực tiếp, đương nhiên là phát sóng trực tiếp. Cùng nhiệt giả và thần thị giả liên thủ, đang tấn công kinh thành, trong đầu Giang Khải vang lên ong ong, thần thị giả lại tiến đánh kinh thành. Hắn lập tức quay người, chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, thê tử và nữ nhi của tưởng phóng đều giữ chặt tay Giang Khải. Trong mắt tẩu tử đông đầy nước mắt, nói với Giang Khải, Giang Khải, ta, ta không biết nên nói thế nào, nhưng ta thật sự không nhịn được. Ngươi có thể điều tra xem lão công của ta đang ở đâu không? Lần này kinh thành xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc hắn cũng sẽ đi." Tuệ Lan khóc nói, "Đã nhiều năm cha ta không về nhà, ta nhớ cha ta, Giang Khải ca ca, cầu xin ngươi tìm cha ta giúp ta." Giang Khải hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại gật đầu, dù sao hắn cũng phải tìm đại ca, tìm được đại ca trên cơ bản chẳng khác nào tìm được tưởng đại ca, sau đó liền trấn an hai người, "Yên tâm, lần này ta sẽ nghĩ cách điều tra tung tích của hắn, cảm ơn, ngươi cũng phải cẩn thận." Giang Khải gật đầu. Lập tức đi ra ngoài, tiến về Kinh Thành. Một mình Sokava không ngăn được hai ngàn tên ma tỉnh giả, mặc dù hắn ta đã dùng hết sức lượng quanh nhưng vẫn có ma tỉnh giả trong hơn một nghìn tám trăm tên kia đột phá phòng ngự của hắn ta, phát động sự tấn công mạnh mẽ với Kinh Thành, đằng sau. Long Tinh thấy tình hình chiến đấu phía sau, khẽ quát một tiếng, một kiếm đẩy lùi đối thủ muốn quay về cứu. Nghĩ gì thế? Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được đối thủ đột nhiên bộc phát tốc độ lại ngăn ở trước mặt long tinh muốn đi qua phải giết ta trước ta cho ngươi biết ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng gì không có tác dụng quan trọng với tình hình chiến đấu nếu ta là ngươi sẽ chỉ tập trung tinh thần đánh với ta một trận nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết tuy trong lòng long tinh nóng như lửa đốt nhưng cũng biết đối phương nói không sai ngay lập tức long tinh giận tái mặt lạnh lùng nói được vậy ta sẽ giết ngươi trước Giang Anh đang đứng trên tường thành chỉ huy quân đội sử dụng vũ khí mới nghiên cứu của nàng, ngăn cản ma tinh giả công phá cửa thành. "Dựa theo cách sử dụng mà ta dạy cho các ngươi trước đó, sử dụng chức năng lưới điện đi." Giang Anh la lớn. Đại bác hướng về phía ma tinh giả dưới chân tường thành, bắn ra rất nhiều quả cầu điện, quả cầu điện bắn ra, sau đó giữa các quả cầu điện hình thành một lưới điện cao thế, trong chốc lát tạo thành từng tấm lưới điện cao thế to lớn ở trước tường thành tuy ma tỉnh giả có thực lực cường hãn nhưng đối mặt với lưới điện siêu cao thế này trong chốc lát cũng không có cách nào đột phá trang nghiêm thấy lưới điện có hiệu lực cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi hắn ta lại nhìn giang anh tập trung trên chiến trường mỉm cười nghiên cứu lưới điện siêu cao thế do giang anh độc lập phụ trách hiện tại xem ra loại lưới điện siêu cao thế này mạnh hơn lưới điện bình thường sử dụng trước đó không chỉ trăm lần quả nhiên nha đầu này đã trở thành một chuyên gia vũ khí có thể một mình đảm đương một phía Môn sinh đắc ý của mình có thành tựu như vậy, hắn ta là lão sư cũng cảm thấy tự hào về Giang Anh từ tận đáy lòng. Tuy nhà đầu này không dùng thực lực bản thân sáng tạo kỳ tích giống ca ca của nàng, nhưng nàng lại dùng trí tuệ của mình ngăn lại gần hai ngàn ma tỉnh giả. Trường Giang sống sau đè sống trước, ta có một học sinh như thế, còn chưa nói hết câu, một bóng người đột nhiên vượt lên tường thành, đâm một kiếm về phía Giang Anh trang nghiêm thấy thế không hề nghĩ ngợi dùng hết lực lượng cả người lao về phía giang anh ngăn ở trước người giang anh phịch một tiếng trường kiếm đâm xuyên qua lồng ngực trang nghiêm sau khi hung thủ thành công quân nhân xung quanh sử dụng đại bác cầm tay công kích mạnh mẽ có lẽ hắn ta cũng không ngờ đại bác nguyên tố của những người này lại có uy lực hung mãnh như vậy lại đánh mình rơi xuống từ phía trên tường thành giang anh quay người lại thấy lão sư của mình đang ngã xuống nàng vội vàng ôm lấy thân thể lão sư lão sư. Trong miệng trang nghiêm không ngừng tràn ra máu tươi, hắn ta nhìn vết thương một chút, trường kiếm đã đâm xuyên qua trái tim của mình. Mau tới cứu người. Cứu người. Giang Anh kêu khóc gọi trợ giúp. Đừng hô, trang nghiêm chật vật nở nụ cười, ta biết, lần này ta phải chết. Lão sư, sẽ không. Ta chắc chắn sẽ cứu sống ngươi. Người đâu tới nhanh. Bác sĩ đâu? Noãn noãn tỷ tỉ, tỉ nhưng áp lực của chiến trường đối diện lớn như vậy tất cả bác sĩ đều đang chữa trị cho chiến thần trên tường thành không có một bác sĩ nào anh tử đời ta đã đủ trang nghiêm vừa cười vừa nói nhi tử cả ta hy sinh vì bảo vệ ta ta thề phải báo thù cho hắn ta nghiên cứu vũ khí giết không biết bao nhiêu thú thần còn có ca ngươi dẫn theo ta tự tay giết mấy con bót ha 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 ta nói muốn tự tay giết chết bót Hắn thật sự dẫn ta tự tay giết bóc, hơn nữa, ta còn có một học sinh là ngươi, đời này của ta, đáng giá, lão sư." Giang Anh đã khóc không thành tiếng. Trang Nghiêm run rẩy lấy ra một bức thư từ trong túi áo trước ngực, bức thư đã bị máu tươi nhuộm độ, hắn ta giao thư cho Giang Anh, nói, "Đây là, cụ cụ, là thư đề cử, lúc đầu ta đã sớm muốn đề cử ngươi đến Đông Phương Quân Công để mở một phòng nghiên cứu độc lập, nhưng vừa hay gặp phải chuyện này, xem ra lão sư không có cách nào đưa đến giúp ngươi ngươi phải ngươi phải tự đưa đến đó nhớ kỹ mặc dù chúng ta không có vũ lực cường đại nhưng nghiên cứu của chúng ta cũng có thể cứu vãn được bách tính anh tử lão sư đi đây đời này không tiếc ngươi giúp ta nói một câu với ca ca ngươi cảm ơn hắn nói xong trang nghiêm chậm rãi nhắm mắt lại lão sư giang anh cực kỳ đau lòng nghĩ đến ngày thường lão sư luôn yêu thương bảo vệ và dạy bảo mình trong lòng Giang Anh đau như đau cắt. Nhưng chiến trường cũng không cho nàng quá nhiều thời gian đau lòng, đám ma tỉnh giả đã bắt đầu công kích lưới điện siêu cao thế, đám ma tỉnh giả cũng có được kinh nghiệm tác chiến cực mạnh, bọn họ lại có người có năng lực khống chế điện tích, lợi dụng lực dẫn giữa điện tích để triệu hồi ra lôi điện phá hủy kết cấu lưới điện. Lúc Giang Anh thiết kế lưới điện siêu cao thể cũng không ngờ còn có thể dùng một chiêu này phá hỏng lưới điện, điện lưu trên lưới điện siêu cao thế trở nên không ổn định. Sao? Khi có một vị trí điện lưu quá tải xảy ra nổ tung, toàn bộ lưới điện lập tức sụp đổ, Sokava quay đầu nhìn tình huống bên này, nhanh chóng hất đối thủ ra lao về phía cửa thành. Thái dương phong bạo. Sokava hóa thành gió bão nóng trực muốn ngăn cản đại quân ma tỉnh giả. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm khí trực tiếp chém về phía Sokava. Đạo kiếm khí này có uy lực kinh người, Sokava cũng có thể cảm nhận được sự uy hiếp trong đó, nhanh chóng nghiêng người né tránh kiếm khí và thái dương phong bạo va chạm, bộc phát ra một vụ nổ mạnh mẽ ở trước cửa kinh thành. Đến khi tất cả kết thúc, Sokava mới thấy rõ người tới. Đó là một nam tử châu Á, một tay cầm kiếm, điều không thể tưởng tượng nổi là hắn ta cũng đứng lơ lửng giữa không trung. Động soái trợn to mắt nhìn người này, không thể tưởng tượng nổi nói, Lưu Viễn Hương, tuy Sokava không biết người này nhưng lúc này cũng thấy ngạc nhiên, hắn ta giật mình nhìn đối phương, nhíu mày nói, nhân thần. Lưu Viễn Hương nhà nhã đưa tay vung kiếm một cái, sau đó thu hồi bội kiếm, thẳng nhiên nhìn Sô Kha Va, không sai, trên đời này cũng không chỉ có một mình ngươi đột phá nhân thần cảnh. Sau đó, Lưu Viễn Hương nhìn về phía động xoái trên tường thành, cười lạnh một tiếng, đổng hồng, quân đội hoa hạ các ngươi đuổi bắt ta, người hăng hái nhất là về ưng, ngươi cũng đứng sau lưng bỏ ra rất nhiều sức lực. Chờ chút nữa ta sẽ tính toán rõ ràng khoản nợ này với ngươi, nói xong, Lưu Viễn Hương quay đầu nhìn về phía chiến trường, khóe miệng hơi nhếch lên, các ngươi thật sự cảm thấy có thể giữ vững kinh thành. Ha 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 ha, hôm nay Lưu Viễn Hương ta sẽ phá kinh thành, giết sạch ngàn vạn người hoa hạ các ngươi. Phá cửa thành cho ta, Lưu Viễn Hương ra lệnh một tiếng, hai ngàn ma tỉnh giả lao về phía cửa kinh thành. Đúng vào lúc này, cửa lớn trên kinh thành lại bộc phát ra một trận sóng khí cực kỳ cường hãn, trực tiếp đẩy lui toàn bộ hai ngàn ma tỉnh giả này, sau đó, cửa lớn kinh thành chậm rãi mở ra một khe hở, ba bóng người đi ra từ cửa chính. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn ba người này. Chỉ dựa vào lực lượng ba người đẩy lui hai ngàn ma tỉnh giả, phần thực lực này thật sự nghe mà rợn cả người. Ba người này có một tên lão giả râu bạc trắng, hắn ta đi ở chính giữa ba người, bên tay trái của hắn ta là một nữ tử tuyệt đẹp dáng người xinh đẹp, trên người mặc lụa màu, bên tay phải là một đại hán buộc râu dáng người khôi ngô, trong tay cầm song phủ. Sau khi Hoa Thiên Thiên thấy ba người này hơi hiếp mắt lại, vẫn bị bọn họ ép ra, hô hấp của động xoái trở nên dồn dập, Tuy ba người này có thực lực cực kỳ khủng bố nhưng lúc này hắn ta không hề thấy nhẹ nhõm. Ba người này đi ra cũng có nghĩa hoa hạ đã dùng ác chủ bài mạnh nhất, không còn đường lui nữa. Sau khi Lưu Viễn Hương thấy ba người này lại hơi nhếch khóe môi, cuối cùng ba lão bất tử các ngươi đã bằng lòng xuất hiện. Lão giả râu bạc trắng lạnh nhạt nhìn về phía Lưu Viễn Hương, lại nhìn về phía chiến trường đằng xa. Dù là trận chiến của chiến thần với thú thần, hay người thức tỉnh với ma tỉnh giả, chỉ có dùng thê thảm để hình dung, lão nhân khẽ than thở một câu, cuồng nhiệt giả, ma tỉnh giả, thần thị giả, không phải các ngươi cũng là nhân tộc sao, nhân tộc suy bại, không còn thực lực cũng là do lòng người khó dò. Nữ tử khẽ khàng nói, cuồng nhiệt giả, các ngươi khuất phục trước lực lượng tuyệt đối của thú thần, sự tàn bạo của các ngươi đều đến từ sự e ngại của các ngươi, không đáng nhắc tới, quỷ dị giả, các. Ngươi mù quán theo đuổi thực lực, bản tâm lạc lối, thật đáng buồn, ma tỉnh giả. Nguyên thần ma thần lựa chọn các ngươi nhưng các ngươi chỉ lấy được trí nhớ của bọn họ, cuối cùng trở thành loại người gì là sự lựa chọn của các ngươi nhưng các ngươi khuất phục trước ý chí của bọn họ không phải là các ngươi lựa chọn bọn họ sao đáng tiếc chỉ có thần thị giả vận mệnh của các ngươi đã được quyết định từ lâu không cách nào sửa đổi không cách nào phản kháng thật đáng buồn đáng tiếc khóe mắt lưu viễn hương giật giật đột nhiên đào thét với nữ tử kia bất nói nhảm đừng tưởng sống thêm mấy năm thì có tư cách đánh giá ta tuân theo ý nguyện của chủ nhân là ý nghĩa sự tồn tại của ta đời này lưu viễn hương ta không hối hận sau đó ánh mắt lưu viễn hương lộ ra vẻ hưng phấn ba lão gia hỏa các ngươi đã đi ra xem ra món khai vị đã xong nên lên món chính ba phía của chiến trường đột nhiên có ba bóng dáng dùng cách nhảy vọt và dây sau đã xuất hiện ở đối diện ba người hoa hạ ba người này một người là tổng phụ trách cuồng nghiệp giả khu hoa hạ đại quản gia một người là một bà lão hơn bảy mươi mặt mũi nhăn nheo lưng còng chống quải trượng một người là nữ tử xinh đẹp mặc một bộ đồ đen trông chỉ trên dưới 20 tuổi. Đại quản gia nhìn lão giả đối diện, mỉm cười, quả nhiên ta đoán không sai, ba người sống sót hoa hạ đều là nhân thần cao cấp. Nhưng điều không khéo là ba người chúng ta cũng vậy, đại hán buộc trâu hừ lạnh một tiếng, được, đã cung cấp vừa hay không làm lão tử cảm thấy phát chán, nói xong, chiến phủ trong tay đã đâm ra, là người thứ nhất xông ra ngoài. Đại quản gia hừ lạnh một tiếng, bóng dáng lập tức biến mất nguyên tại chỗ, trong chớp mắt đã dùng sông đao ngăn cản sông phủ của đại hán quanh một tiếng giữa hai người bộc phát ra sóng khí chấn động toàn bộ chiến trường nữ tử mặc lộ màu bước nhảy nhẹ nhàng lắc người mấy cái đã đến trước mặt nữ tử áo đen cười lạnh một tiếng ta đến chơi với ngươi trong chớp mắt bóng dáng hai người như hai dải lụa màu đã giao thủ mấy trăm lần đối thủ sau cùng chính là lão giả râu bạc trắng và bà lão kia trong hai người đều có vẻ tuổi già sức yếu nhưng vừa ra tay đã chấn động bốn phía trong tay lão nhân dùng trường kiếm bà lão thì dùng quải trượng của nàng bà lão mỉm cười nhưng một giây sau nàng đã xuất hiện ở trước mặt lão nhân nện xuống một trượng lão nhân giơ kiếm đón đỡ quanh một tiếng cánh cửa tường thành kim loại cao mấy chục mét có thể phòng ngự công kích bót cấp bản đồ lại bị dư chấn công phòng mạnh mẽ của hai người nện ra một vết lõm thật sâu lão nhân vội vàng tấn công mạnh đẩy lùi bà lão rời xa cửa thành. Thực lực người sống sót vượt xa người thức tỉnh, nhưng đôi bên đầu có người sống sót nên trong chốc lát khó phân cao thấp. Bên hoa hạ còn có Sokava nhân thần sơ kỳ, nhưng Lưu Viễn Hương lại nhìn chầm chầm hắn ta, chỉ cần Sokava có hành động, hắn ta chắc chắn sẽ ngăn cản. Vậy còn lại hai ngàn ma tỉnh giả, lần này không ai có thể kiềm chế nữa. Còn đứng ngay ra đó làm gì, công thành. Vệ tâm hừ lạnh một tiếng, thay lưu viễn hương ra lệnh vũ hầu chú ý đến tình hình chiến đấu ở hậu phương nếu không quay lại phòng ngự kinh thành thật sự bị công phá lúc này bọn họ đã không quan tâm được đối thủ của mình vũ hầu hô to một tiếng quay về phòng thủ đại quân người thức tỉnh vội vàng lùi lại nhưng đối thủ của bọn họ vẫn đang cầm chân bọn họ long tinh đối mặt với đối phương hùng hổ dọa người không thể không nhận lấy một kiếm lúc này mới đổi được cơ hội thoát thân Lúc Đường Thái Ngưng vội vàng lùi lại, sau lưng bị hắc hỏa của đối phương đánh trúng, nàng cắn chặt răng tiến về phía cửa kinh thành. Lần này lùi lại, đại quân người thức tỉnh trả giá nặng nề, bọn họ dốc hết sức đẩy lùi ma tỉnh giả công thành, chặn ở trước cửa kinh thành. Cùng lúc đó, đại quân thú thần vô cùng vô tận đã xé mở phòng tuyến của các chiến thần, từng con cự thú gầm thét lao về phía kinh thành. Giang Anh thấy tình hình trên chiến trường, vừa nhìn về phía Trang Nghiêm đã qua đời trong ngực, lòng nóng như lửa đốt. Kinh thành sắp không giữ được, tiếng la giết trộn lẫn thành một mình, nhưng lúc này Giang Anh lại cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Đây là kết quả sao? Sự cố gắng của bọn họ, sự cố gắng của tất cả mọi người, cuối cùng lại tan thành bọc nước. Chỉ là hai trang thị thần chi thư lại có thể hủy diệt đô thành của một cường quốc, không đúng, nếu đây là vận mệnh cuối cùng của hoa hạ, vậy có hai người tuyệt đối không nên vắng mặt, nàng nhìn đồng hồ của mình, sau đó lần lượt gửi tin tức giống nhau chi hai dãy số. "Ca, người ở đâu? Ma Tỉnh Giả phát động tổng tiến công với Hoa Hạ Thành, nhóm người thức tỉnh Liều Chết bảo vệ." Nhìn từng đám người thức tỉnh ngã xuống, trong lòng tất cả mọi người đều đã tuyệt vọng. Trên người Đường Thái Ngưng đã có thêm 7, 8 vết thương nhưng lại không quan tâm vết thương, Liều Chết chém giết với kẻ địch, hộ giáp của Long Tinh bị phá hủy hoàn toàn, mình đầy thương tích vẫn đang điên cuồng chém giết trong đám người. Vũ Hầu bị nhiều kẻ địch bao vây, dù là hắn ta cũng đã thể lực tiêu hao gần như không còn. Băng phong thiên hạ của Sương Tuyết vừa đông cứng kẻ địch, vừa hay có một đạo kiếm khí cắt ra một vết máu thật dài ở trên đùi của nàng. Viên trụ, Nguyễn Ngữ đang chém giết với mang, đối mặt với cấp địa hoàng, trên thân hai người đã sớm máu thịt be bét. Lúc này đám người hồ ngôn, hắc thần, vong trần mới cảm giác được sự khủng bố của cửu anh, chính cái đầu, rõ ràng mỗi một cái đều có thể gọi là một thú thần cấp địa hoàng, tiểu đội chiến thần kiềm chế trên trăm con bóc cấp bản đồ, đã đến cực hạn từ lâu. Chiến cơ bị phá hủy không biết bao nhiêu chiếc, ống pháo trên pháo tháp đã nóng trực đến không cách nào sử dụng, thường thành kinh thành đã thủng trăm ngàn lỗ, vết kiếm văn khắp nơi trên cửa chính. Lưu Viễn Hương liên tục vung ra vài kiếm, trước đó Sokava đã tiêu hao nghiêm trọng, đối mặt với sự tấn công mạnh của Lưu Viễn Hương lại vội vàng nghiêng người nhưng lúc hắn ta vừa né tránh đã nhận ra không thích hợp. Quả nhiên, công kích của Lưu Viễn Hương nhìn như công kích hắn ta, trên thực tế mục tiêu của hắn ta là cửa thành, mấy lần công kích đến từ cấp thần minh đánh mạnh vào trên cửa thành, cửa thành lung lay sắp đổ, đến lúc cuối cùng một đạo kiếm khí đánh vào trên đó khiến cửa thành không chống đỡ nổi, ầm vang sụp đổ, viên trụ, hồ ngôn, nguyễn ngữ, long tinh, đường thái ngưng, vũ hầu, sương tuyết, sô kha va, ba người sống sót, vô số người tận mắt thấy cửa thành bị đánh sập, trong lòng cảm thấy nặng nề. Nguy rồi, Lưu Viễn Hương cười lạnh một tiếng, ta đã sớm nói hôm nay ta sẽ phá kinh thành hoa hạ các ngươi, giết sạch ngàn vạn người, giết cho ta, không còn một mống, cửa thành vừa vỡ, sĩ khí thủ quân rơi xuống ngàn trượng, đám thú quân và ma tỉnh giả thì sĩ khí đại chấn, điên cuồng lao về phía cửa thành. Động soái lập tức dẫn quân đội thủ ở trước cửa thành, bọn họ trơ mắt nhìn những người công kích kia như dời núi lấp biển lao tới. Động soái cầm trường kiếm trong tay, nói với đám quan binh sau lưng, trong thành là con dân hoa hạ chúng ta, cho dù chết cũng phải giữ vững hoa hạ, vâng, tuy nói vậy nhưng trong mắt Đổng Hồng lại không có chút sinh cơ nào. Những quan binh bình thường này đều là phàm thai nhục thể, ngay cả người thức tỉnh chiến thần cũng không ngăn được, bọn họ căn bản không ngăn được. Thật ra kết quả chỉ có một. Dù liều mạng cũng không thay đổi được, một con bót cấp bản đồ thiểm điện ban văn báo vương lấy tốc độ kinh người xuyên qua phòng ngự người thức tỉnh, bay thẳng vào cổng thành, không. Đôi mắt đường thái ngưng trợn tròn, nhìn một con bót cấp bản đồ dẫn đầu xông vào cửa thành, sự tuyệt vọng trong lòng đã khó có thể hình dung. Thậm chí nàng có thể tưởng tượng ra hình ảnh khi thú thần cấp bản đồ này xông vào kinh thành, trong thành sẽ thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Ha 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 ha! Lưu Viễn Hương cười lớn, hô lên, đều đi vào cho ta, ở bên trong có đồ ăn mà các ngươi cần, già trẻ nam nữ, ăn cho thoải mái đi giết cho ta, giết. Thiên hạ này, ta xem còn ai có thể ngăn cản ta, vừa nói xong, thân thể khổng lồ của thiểm điện ban văn bảo vương trực tiếp bay ngược ra từ trong thành, thậm chí tốc độ bay ra của nó còn nhanh hơn tốc độ xông vào, sau khi trực tiếp bay ra 4, 500 mét, thân thể báo vương lại vỡ thành mấy chục khối ở giữa không trung, mọi người thấy cảnh này đều ngây dại. Một giây trước Lưu Viễn Hương còn cười như điên, lúc này vẻ mặt hoang mang, không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là thú thần cấp bản đồ, dù là cường giả siêu cấp như Sokhava cũng không có khả năng dễ dàng đánh giết như giết một con chó hoang như vậy, chẳng lẽ trong kinh thành còn có người sống sót, không đúng, không có khả năng, đồng bạn của hắn ta đã sớm xác nhận với hắn ta, quân đội hoa hạ chỉ có tất cả ba người sống sót, ba người sống sót đều đã xuất hiện, vậy người miễu sát báo vương là đúng vào lúc này, bên cạnh mang ở đằng xa đột nhiên xuất hiện mấy chục kiếm ảnh, mang có phòng ngự kinh người, lập tức bị đánh giết. Chính cái đầu của cửu anh đột nhiên phát ra tiếng gầm thét, một lát sau nó đột nhiên dừng công kích những người khác, lại chuyển sang công kích thú thần khác, đám người hắc thần mờ mịt, đây là tình huống gì? Cửu anh làm phản sao, vấn đề là, vì sao nó đột nhiên làm phản, trong nháy mắt, cục diện trên chiến trường xảy ra biến hóa khó hiểu. Ngay sau đó, một quả cầu ánh sáng màu xanh đập rơi nhanh xuống từ chỗ vạn mét trên không trung, đột nhiên nện vào chính giữa thú quân. Hỏa diễm lập tức thiêu đốt về phía thú quân, thú thần kêu trên khắp nơi chấn động to lớn trực tiếp khiến mặt đất vỡ ra một vết nứt ngăn cách tuyến đường tiếp tục tiến công của thú quân một giây sau hắn chợt lách người đã xuất hiện ở chiến trường của người thức tỉnh và ma tỉnh giả một kiếm vung ra cắt mặt đất ra một vết nứt đôi bên bị kia chia, chia ra hai bên một mình hắn đứng phía trước người thức tỉnh ngọn lửa xanh đậm như lửa như băng bao bọc cả người hắn hắn chỉ lẳng lặng đứng thẳng trước vết nứt ngàn mét kia áo bào trắng trên người tung bay trong ngọn lửa mạnh Hắn thản nhiên mở miệng, vang vọng toàn trường. Giang Khải ở đây, ai dám vượt qua lôi trì nửa bước? Trước đó đám ma tỉnh giả kia vẫn là tình thế bắt buộc, nhưng khi bọn họ thấy một kiếm của Giang Khải cắt mặt đất ra khoảng cách ngàn mét, không khỏi vô cùng khiếp sợ, không dám hành động lung tung, đây là lực phá hoại gì? Dù là nhân thần cao cấp, chưa chắc có thể có lực tàn phá kinh khủng như vậy, điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, người trước mắt lại không phải người sống sót, hắn là Giang Khải. Lưu Viễn Hương khiếp sợ nhìn người này, cả người đều đang run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi. Giang, Giang Khải. Giang Khải, Giang Khải này lại đột phá cấp nhân thần, đường Thái Ngưng không thể tưởng tượng nổi nhìn Giang Khải, từ sau khi Giang Khải rời khỏi Hoa Hạ đã được một năm. Lúc trước hắn mang tiếng xấu rời đi, nhưng vào lúc Hoa Hạ gặp nguy hiểm, vào lúc Hoa Hạ cần hắn nhất, hắn vẫn không chút chùng bước quay về đây, cấp nhân thần sao? Hắn, hắn làm bằng cách nào? Vũ Hầu không thể tưởng tượng nổi nhìn bóng lưng Giang Khải. Một kiếm khai thiên tích địa, hạ bút thành văn, trấn áp quần hùng, một người đã đủ giữ qua ngải, thời gian hơn một năm, Giang Khải đã trải qua điều gì, lại lấy thân phận người bình thường đột phá cấp nhân thần. Không phải nói chỉ có người thức tỉnh mới có cơ hội đột phá nhân thần sao, ở đằng xa, đám người hà thi thi, hồ ngôn, nguyễn ngữ, vong trần không thể tưởng tượng nổi nhìn nam nhân bị ngọn lửa bao bọc. Lão đại đến. Chờ chút, lão đại đây là thực lực gì? Trước đó hồ ngôn, Nguyễn Ngữ còn thầm mỹ cuối cùng bọn họ đã đuổi kịp cảnh giới của lão đại, đến lúc đó phải thể hiện tài năng ở trước mặt hắn để hắn giật mình. Kết quả, vừa rồi lão đại ra tay lập tức giải quyết hai thú thần cấp địa hoàng, một kiếm chặt đứt mặt đất, hành động này, thực lực này như đã chứng minh một sự kiện. Bọn họ vẫn không thể đuổi kịp lão đại, hiện tại người ngạc nhiên lại là bọn họ, thằng hề là ta. Hồ ngôn khẽ khàng nói. Động soái đứng đằng xa nhìn bóng lưng cô đơn kia, vừa rồi hắn ta tận mắt thấy bóng dáng này miễu sát báo vương, nhưng vì sao hắn lại giáng xuống từ trên trời, điều không thể tưởng tượng như thế, cứ như vi phạm định luật thời gian và không gian, lại nhìn thực lực hiện tại của hắn, vậy chỉ có một cách giải thích. Động soái hoảng sợ nói, cấp nhân thần. Hắn, đột phá cấp nhân thần, chẳng biết tại sao, trong mắt động soái đã đông đầy nước mắt. Lúc mới gặp hắn là thiếu niên, hơi ngông cuồng, hơi ích kỷ, lúc gặp lại hắn là thanh niên cầm kiếm mà đi không sợ miệng đời lúc này hắn trưởng thành nghịch thiên mà đi cuối cùng đột phá công xiền đoạn đường này hắn từ một nam hài đi ra từ xóm nghèo đã trưởng thành đến mức độ thần minh đỉnh thiên lập địa lão vệ ngươi thật sự nên nhìn hài tử này ngươi không nhìn nhầm hắn hắn thành công hắn đã vượt xa hoa hạ chi ưng ngươi lúc trở về hắn đã là thần đầu tiên giang khải thấy lão bằng hữu lưu viễn hương Sokava lùi đến sau lưng Giang Khải, "Khải, tên kia cũng là nhân thần." Giang Khải gật đầu nhìn về phía Lưu Viễn Hương, điểm mũi chân một cái bay lên, đứng ở đối diện Lưu Viễn Hương, "Xem ra tất cả đều do ngươi làm ra." Kẻ thù gặp mặt đỏ mắt, đôi mắt Lưu Viễn Hương trợn lên, tức giận, thù hận, còn có hơi hưng phấn, "Phải thì thế nào, ngươi có thể làm gì ta?" Là thần thị giả có được thị thần chi thư, Lưu Viễn Hương lại không sợ Giang Khải chút nào. Giang Khải cười lạnh một tiếng, nghe nói thần thị giả các ngươi sẽ không bị giết chết, vậy cũng không hay, ngươi biết vì sao ta bị thiên khiển không?" Lưu Viễn Hương ngạc nhiên. Giang Khải tiếp tục nói, "Vì ta có thể phá vỡ quy tắc. Không bằng chúng ta đánh cược một lần, xem ta có thể giết ngươi không?" Nói thật, Giang Khải cũng không biết mình có thể giết Lưu Viễn Hương hay không, nhưng cũng lúc lời này của hắn thật sự khiến Lưu Viễn Hương ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Giang Khải thật sự có thể giết mình, có thể? không thể, mặc dù mọi người đều là nhân thần sơ cấp nhưng Lưu Viễn Hương vẫn tự hiểu lấy, thật sự ra tay thì mình cũng không phải đối thủ của Giang Khải. Hắn ta cười lạnh một tiếng, muốn giết ta. Thật xin lỗi, ta không định làm bẩn tay của mình. Giang Khải, đừng tưởng ngươi rất mạnh, ở trong mắt ta thì ngươi chỉ là tôm tép nhảy nhép mà thôi, chờ chủ nhân của ta buông xuống, ngươi sẽ biết ngươi phế vật đến mức nào. Giang Khải thản nhiên nhìn Lưu Viễn Hương, ta vẫn khá cảm thấy hứng thú với việc có thể giết ngươi ngươi biết không lúc ngươi đứng ở chỗ này đã chắc chắn lần này ngươi chạy không thoát khuôn mặt lưu viễn hương cứng đờ không bỏ qua vấn đề này được sao không được trước khi chưa làm rõ ràng điểm này mình vẫn không thể mạo hiểm thị thần chi thư một giây sau lưu viễn hương lại biến mất ở trước mặt giang khải mặc dù giang khải có sinh mệnh khí tức cũng không cảm giác được sự tồn tại của lưu viễn hương tên này lại lợi dụng thị thần chi thư chạy trốn mọi người cũng tỏ ra hoang mang lưu viễn hương là một siêu cấp cường giả cấp nhân thần ngay cả thân pháp của mình cũng không dùng trực tiếp dùng thị thần chi thư đi đường tên này thật sự bị giang khải dọa sợ nhưng lúc này xung quanh lại truyền đến giọng của lưu viễn hương giang khải đừng vội trò vui vừa bắt đầu ta đã chuẩn bị cho ngươi một món quà lớn giang khải vốn tưởng lưu viễn hương sẽ chỉ huy đại quân tiến công quy mô lớn nhưng Lưu Viễn Hương đột nhiên hạ lệnh để đại quân lùi lại, đứng nguyên tại chỗ chờ lệnh. Tên này đang giở trò quỷ gì? Sau khi thú quân lùi lại, đại quân bên Hoa Hạ lập tức thu quân, chuẩn bị ứng chiến bất cứ lúc nào. Điều thú vị là, Cửu Anh ở lại bên đại quân, xem ra đã bị Giang Khải thu phục. Đúng vào lúc này, phía sau thú quân tách ra một con đường, một nữ tử lôi một xe lồng sắt đi tới từ phía sau thú quân. Phệ Tâm. Giang Khải hơi nhíu mày, hắn nhìn chiếc xe lồng sắt mà vệ tâm đang kéo, hắn có thể cảm giác được bên trong có một loại sinh vật nào đó. Xe sóc nảy khi đi qua cái hố trên đường, chăn lông đã ngăn cách thế giới bên ngoài. Giang Lan nhìn đoạn tin nhắn trên đồng hồ. Ca, ngươi ở đâu, đây là Giang Anh gửi cho hắn ta. Hắn ta như cũng biết mình đang đi đến chỗ nào, phải làm gì. Đôi mắt Giang Lan trống rỗng, yên lặng buông đồng hồ xuống, hít sâu một hơi cuối cùng một trận chiến này đã đến giang anh chạy đến bên cạnh ca ca khóc nói ca cuối cùng ngươi đã đến giang khải nhìn muội muội trong lòng mềm nhũng anh tử ngươi không sao chứ lúc này là thời khắc quan trọng của chiến dịch giang anh vì không làm giang khải phân tâm không nói cho hắn biết việc trang nghiêm chỉ khóc gật đầu ta ta không sao giang khải thở dài một hơi nếu không phải ta nhận được tin tức của ngươi e rằng sẽ đến chậm một bước không biết bao nhiêu người phải chết trong tay báo vương vì đánh giết báo vương giang khải không tiếc sử dụng một lần tam vị thời chi khích lúc này mới sớm đánh chết báo vương ta gửi tin nhắn cho ngươi và đại ca nhưng không biết đại ca có đến không giang khải lắc đầu hắn nhìn về phía cùng nghiệp giả lần trước hắn được biết đại ca trà trộn vào trận doanh cùng nghiệp giả nhưng lại không thấy bóng dáng đại ca ở đây không biết đại ca đang ở đâu anh tử ngươi chờ chút chờ giải quyết chuyện bên này ta chắc chắn sẽ đi tìm đại ca và tưởng ca. Vệ tâm đi đến phía trước thú quân, dừng bước lại, nàng nhìn Giang Khải nở một nụ cười lạnh lùng. Giang Khải, đây là bất ngờ dành cho ngươi, hưởng thụ thật tốt, nói xong, nàng quay người mở chiếc lồng ra. Giang Khải nhìn chầm chầm chiếc lồng sắt kia. Không lâu sau, một bóng người đi ra từ trong lồng sắt. Lúc Giang Khải và Giang Anh nhìn thấy người kia đều ngây ngốc ngay tại chỗ. Tuy lúc này vẻ ngoài của Giang Lan có chút thay đổi, nhưng hai người lập tức nhận ra người kia là đại ca của bọn họ, Giang Lan, ca. Giang Khải la lên, không thể tin tình cảnh trước mắt. Các ngươi làm gì ca ta, vệ tâm tỏ vẻ khinh thường, thật xin lỗi, lần này ngươi đã nghĩ oan cho chúng ta, không phải chúng ta làm gì hắn, mà là hắn tự nguyện cho chúng ta làm gì, không có khả năng. Giang Khải giận dữ nói. Vệ tâm cười lạnh một tiếng, hắn tự tay giết đồng bạn của hắn, người đó gọi là tưởng phóng gì đó, sau đó tự nguyện đi theo chúng ta, vì tăng cường thực lực của hắn mà chúng ta phải bỏ hết cả tiền vốn, hưởng thụ thời khắc huynh đệ tương tàn thật tốt đi. Vệ tâm quay đầu nói với Giang Lan, giết hắn. Điều đó không có khả năng. Giang Anh không ngừng lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn đại ca đi về phía nhị ca. Là đại ca một tay nuôi lớn bọn họ, bọn họ không tin đại ca sẽ đi tìm Lưu Viễn Hương làm chỗ dựa, Giang Khải càng thêm ngạc nhiên, đại ca tự tay giết tưởng ca. Điều đó không có khả năng, đại ca không phải người như vậy, Giang Lan đã đứng ở một bên khác của vết nứt, hắn ta thản nhiên nhìn Giang Khải và Giang Anh, trong mắt không có chút dao động nào. Ca, ta là Giang Khải, có phải ý thức của ngươi đã bị xâm chiếm rồi không? Giang Khải lo lắng hỏi. Giang Lan chỉ thản nhiên nói, ta biết ngươi là ai, về điểm này càng vượt qua dự kiến của Giang Khải, đại ca không chỉ không mất trí nhớ, không bị nguyên thần xâm chiếm, ngược lại khá tỉnh táo, ngươi, có phải ngươi có điều gì khó nói không nếu đúng vậy thì ngươi ngươi nói cho ta biết giang khải vội la lên nỗi niềm khó nói ngươi suy nghĩ nhiều quá lời của vệ tâm đều là thật là ta tự tay giết tưởng phóng cũng là ta tự nguyện đi theo lưu viễn hương cam nguyện trở thành nô bột trung thành của hắn chỉ có lưu viễn hương mới có thể cho ta lực lượng vô cùng cường đại chỉ có hắn có thể cho ta điều ta muốn dù ngươi là đệ đệ của ta chỉ cần ngươi cản bước chủ nhân của ta, vậy ngươi chính là kẻ địch của ta, lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi đi, vì tiếp theo không phải ta giết ngươi cũng là ngươi giết ta, Giang Khải trợn to mắt, ý thức của đại ca vô cùng rõ ràng, hắn lại chính miệng thừa nhận tất cả. Nhưng chính vì ý thức của Giang Lan rõ ràng, một câu nói của hắn ta lại khiến Giang Khải nảy sinh nghi ngờ. Giang Lan vừa nói, chỉ có Lưu Viễn Hương mới có thể cho ta lực lượng vô cùng cường đại, chỉ có hắn có thể cho ta điều ta muốn, trên đời này, ngoại trừ tưởng phóng còn có Giang Khải biết quá trình tiến giai trong chức nghiệp của Giang Lan. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.